Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh do ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup thành lập với sở hữu 95% cổ phần. GSM hoạt động trong hai mảng chính là cho thuê ô tô điện, xe máy điện và dịch vụ taxi điện của VinFast. Công ty GSM sẽ cho các hãng dịch vụ vận chuyển như taxi, xe ôm công nghệ và nhân viên của họ thuê ô tô điện, xe máy điện để chở khách. Đồng thời, GSM cũng tự vận hành dịch vụ taxi bằng ô tô điện. Theo kế hoạch, hãng taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam do GSM thành lập sẽ đi vào hoạt động ngay trong tháng 4 năm 2023 tại Hà Nội và mở rộng ra phạm vi cả nước trong năm 2023. Toàn bộ xe do GSM cung cấp và sử dụng là ô tô điện và xe máy điện VinFast, với quy mô đầu tư ban đầu là 10.000 ô tô và 100.000 xe máy điện VinFast. Công ty GSM được thành lập nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển xanh và thông minh tại Việt Nam, cung cấp cho người dân thêm lựa chọn để có thể sử dụng xe điện VinFast với chi phí hợp lý. Dù chỉ vài chục phút trên xe taxi hay vài tuần, vài tháng sử dụng xe thuê, khách hàng đều có cơ hội trải nghiệm những tính năng thông minh và sự tiện dụng của xe điện. GSM đặt ra mục tiêu là phổ cập thói quen sử dụng xe điện tới từng người dân, qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng về sự tiện lợi, thông minh và bền vững của các dòng xe xanh, góp phần đưa xe điện VinFast tiếp cận một cách sâu rộng và linh hoạt nhất tới mọi tầng lớp khách hàng, thông qua các hình thức khác nhau như trải nghiệm lái trực tiếp với khách lái thử xe, thụ hưởng các tính năng công nghệ thông minh và sự tiện dụng trên xe, khách sử dụng xe, taxi điện, từng bước kiến tạo thói quen sử dụng phương tiện xanh, thông minh và thân thiện với môi trường trong đời sống hàng ngày.